cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á thông xe. Vào ngày 2 tháng 9, cầu ô tô Tân Vũ, Lạch huyện, Hải Phòng, cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á với tổng chiều dài 5,4 km sẽ chính thức thông xe. Dự án đường ô tô Tân Vũ, Lạch huyện khởi công ngày 15 tháng 2 năm 2014 được đầu tư bằng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, giữ ứng lực, mặt cầu rộng 16 m, gồm 4 làn xe. Dự án có chiều dài 15,63 km cầu đường, trong đó riêng phần cầu vượt biển dài 5,4 km giữ kỷ lục cây cầu vượt biển dài nhất trong Đông Á. Điểm đầu đường ô tô Tân Vũ Lạch huyện nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An và điểm cuối là tổng cảng Lạch huyện, cảng cửa khẩu quốc tế Hải Phòng, huyện Cát Hải. Các hạng mục công trình đều được đầu tư khá đồng bộ, bảo đảm tiện ích cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Đây là một trong những dự án lớn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện kết cấu hạ tầng vận tải đường biển, đường bộ, đồng thời được coi là làn gió mới, hết sức ấn tượng, là cú hích quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung. Chính thức đưa vào sử dụng, dự án sẽ kết nối cảng Lạch huyện với các khu vực đang phát triển tại phía đông thành phố Hải Phòng, khu công nghiệp Đình Vũ và đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ cho thành phố Hải Phòng mà cho cả khu vực Bắc Bộ.